Chào tất cả mọi người nha, chào mừng các bạn đến với channel của Singum Glossy hay được gọi là Gum Kaka đi. Hôm nay mình có thử thách mới, đó là cái địt con mẹ nó luôn. Ok. Đây, hôm nay mình có thử thách mới là địt mà mình của một bạn nhỏ trên kênh Livestream, không biết bạn nhỏ bao nhiêu tuổi nhưng mà chắc chắn là bạn nhỏ rồi. Mang bảng dư trấn, địt con mẹ lại phải bích tướng. Quá nhiều. Rồi, đâu nhở? Địt mẹ. Bảng dư chấn, mình xin phép đọc bảng dư chấn xem là như nào, mình cũng chưa hiểu lắm về địch vệ dư chấn. Sau khi bất động một tướng địch, tăng giáp và kháng phép thêm 70-120 hay trong 2,5 giây, có nghĩa là mình hất nó vào bẫy chuột, bẫy keo dính chuột thì nó sẽ mình sẽ được tăng kháng phép và tăng giáp 70-120. Nhiều giáp vãi lồn vậy. Địt con mẹ mày. Kẻ đó tung ra một rồi tung ra một vụ nổ gây sát thương lên kẻ địch xung quanh. Sát thương 10-120 máu, có nghĩa là mình vừa có giáp, vừa có kháng phép, vừa gây được máu lên đối phương, cộng thêm phần trăm máu của đối phương nữa, có vẻ ổn áp. Ok, chơi được. Lại nấu ở đây, chỗ nào quen thuộc. Nấu ở đây thì nấu ở bụi trên thì thường thường người ta đánh nó một cái thì nó lại chạy về nhà. Nấu ở đây thì đánh nó ở đây, chạy dần dần đến đây thì cấu được có vẻ là nhiều máu hơn. Nhưng mà mình sẽ bị lính đánh cũng được, bị khá nhiều máu. Nhưng về cơ bản là pha đầu lúc nào mình cũng thua một ít, nhưng mình sẽ có lợi thế, mình có thể lên cấp trước nó, cứ đi lính nhanh và lên cấp trước nó là có thể giết được. Đấy là những chia sẻ thật của anh. Địt con mẹ mày. Cái chuột của mình tự nhiên phát đấy, địt mẹ mày không đánh thừa một cái nữa. Chuột bị lỗi hơn hiểu không? Nhưng mà không sao, pha đó mình lãi là cái chắc rồi. Biết vì sao lãi không? Mình có thứ đốt. Nên là có một vài lỗi nhỏ cũng không sao cả. Thôi để mình farm lính bạn ơi, không cần ganh. Đàn lính to vãi lồn bạn ơi, chết rồi, địt mẹ. Đàn lính to bạn ơi, không cần giết đâu. Cái này bạn dọa nó về mẹ rồi. Thôi được rồi, thế được rồi. Coi như nó thọt vãi lồn rồi, đánh phải tha cho nó một chút chứ, đánh ấy, áp đảo thế này làm sao nó ngóc đầu lại dậy được. Bạn chơi kỳ vậy. Đứa hiểu sao chơi kỳ vậy bạn. Ôi, đây rồi, mình có bảng vô địch mà. Đây này, có địt mẹ cái chuột phải không? Kích một cái và biến thành hai cái, địt mẹ như lồn đi từ chuột luôn. Địt con mẹ. Bạn ơi, mình đang dụ đó rồi. Oh my god, thì mẹ mình cầm mắt ra này. Dễ vãi lồn đến từ bạn luôn. Thật ra là mình hay. Cũng thằng ghê gớm nhất thế vợ. Chơi địch mẹ 2 táp đi anh em. Đây là có thiêu đốt rồi, có khả năng giết nó rồi. Nhưng mà nó sẽ chạy phát này, nó sẽ không để Singum rỉa máu, nhưng đéo hiểu sao nó để Singum rỉa máu. À, nó có cách của nó chạy qua hạt thông. Nó tự tin là nó chạy được, thì là đéo quan tâm đến Singum luôn. Nhưng lần này Singum của bạn, có bạn đồng hành thì Singum sẽ đi con mẹ. Đéo hiểu luôn, chắc chắn nó sẽ chạy địt mẹ mày. Đéo biết nó chạy kiểu gì luôn. Nó có rừng ganh thì mình hơi khó đánh, nhưng không sao, mình cũng có rừng ganh, rừng nó dưới bót rồi. Mắt mình đảo nhanh vãi lồn luôn. Đéo hiểu sao nó vẫn đéo chạy được, chắc chắn là đéo chạy được rồi. Mình bị KS sao? Chắc chắn mình bị KS rồi. Đéo hiểu luôn. Đéo bị KS rồi, may quá. Địt anh em thấy Singum, địt mẹ rapper Singum thế nào? Lồn gì đấy? Chết hết đến từ tem mình luôn. Mình sẽ bật cả ulti, cả chạy nhanh ra để đánh cái bạn này luôn. Ok.
Không sao, Shingun bất tử. Bạn giúp Shingun một hai đòn đi. Bạn đéo giúp luôn. Không sao, không cần bạn giúp. Ping cái lồn thì mình vậy bạn. Để mình còn tư duy mình đánh nữa chứ. Không nên ping bạn. Không sao cả, mình tự giết được. Ôi giời ơi, đang thứ đốt thằng tự giết rồi. Địt mẹ đánh hẳn hoi. Coi đừng ping vớ vẩn. Ping thừa thãi nên mình không hiểu bạn ping cái gì à. Đừng ping vớ vẩn. Vớ vẩn thế địt con mẹ. Làm địt mẹ làm não mình. Địt mẹ loạn. Địt đéo hiểu ping. Khó chết phải. Đang đánh địt mẹ ping cái gì à. Đéo hiểu luôn. Mình còn tưởng có đã ai ở địt mẹ gần ngay đấy nữa. Địt mẹ hốt vãi lồn. Anh em này này, nó ăn cái này thì chắc luôn. Địt con mẹ không sao cả. Shingun bọc hậu rồi. Đánh tất cả mọi người cho Shingun. Đúng rồi. Không sao hết, không sao. Cứ đánh đi. Cứ đánh đi, dù thất thủ cũng vẫn đánh hiểu không? Thì sao? Có Shingun ở đây hậu thuẫn. Chạy hộ. Địt con mẹ, người bọc hậu hay nhất xem vào. Nó bay boss không sao. Địt mẹ mình. Bạn có thể về không? Đúng rồi, bạn về đi. Đây giết luôn cả sấu nếu có thể luôn. Thích thì giết con cá sấu mẹ luôn. Không có gì cả, không sao cả bạn. Không sao hết. Mình hất ra cho cá sấu cắn bạn nhé. À thôi, ta phá trụ thôi. Mình hất ra cho cá sấu cắn bạn nhé. What? What the fuck? Đây lại ít người xem hơn, đó. Với cả anh chửi bậy khá nhiều. Hợp mà không hợp với quá nhiều lứa tuổi. Nói chung là không hợp với khá là nhiều người. Một số nhỏ địt kho mẹ cái bà này chất vãi lồn, chất chi nước cất con mẹ luôn anh em ạ. Nguyễn nổ bùm phát vào đầu đối phương. Địt kho mẹ lại cái thằng này, lại là cái thằng nhóc con này. Mày đi bậy. Ô, nên AFK đi em. Mày biết Shingun là ai không? Đúng rồi, anh chơi theo kiểu giải trí mà, chứ không phải là địt mẹ là một người danh khách đấu. Ồ, hiểu không? Địt con mẹ mày. Rồi 8 lít kìa anh em. Địt con mẹ giàu vãi lồn luôn. À, không phải win 3 game nữa anh mới lên danh thần thánh. Đi con mẹ nó đây rồi, đúng rồi. Chạy lên. Giày cơ động. Hà xong, gạt xong hất, hiểu không? Xem TQK chưa? Ôi, đánh kiểu này thì đánh không bài bản rồi, nhưng cũng được. TQK gọi đánh, dạy đánh Thread là địt mẹ mày phải gạt trước xong mới kéo nha, hiểu không? Đánh phải đúng bài vào. Địt mẹ phá thằng này. Đánh tất cả cho tớ. Địt con mẹ như lồn đấy từ bạn luôn. Điều hiểu. Địt mẹ mình tham ăn ba thằng hiểu không? Như vậy cơ bản là địt mẹ mình thiếu kháng phép. Thì phải giải độc ba thằng, ăn cả ba thằng. Lại chip một kill lần nữa. Nhưng mà mình hơi yếu. Tư duy dù tốt thật và địt mẹ ghê gớm thật. Mà mình vẫn chưa có đủ kháng phép. Không sao anh em. Chúng ta sẽ lên đồ này xong bắt đầu lên đồ kháng phép. Là chúng ta có thể bằng địt con mẹ. Địt mẹ vô công gì đấy. Đổi bụi có. Không. Ơ mất chạy nhanh bởi giày cơ động. Phát đấy phải né chứ. Có người cứu. Chết. À đồng hồ cát. Có người đến không? Không kịp. Địt tốc biến. Dí đầu. Đánh trưởng. Địt mẹ. Phải là không xem chung và la rồi. Combo như lồn đến từ bạn luôn. Địt mẹ đánh. Địt mẹ sợ chạy luôn. Ủa đéo hiểu luôn. Địt mẹ bọn này đánh nhau kiểu lồn thì vậy. Ôi giời ơi, địt con mẹ bạn tôi. Bạn tôi biết tôi là ai không? Tôi là Shingun, thêm bạn nữa đúng không? Ok bạn, địt con mẹ tôi vẫn là Shingun bạn. Không
không phải là thằng nào khác cả, vẫn là Shingu bạn ạ. Đây còn bạn đúng không? Bạn gì? Đánh cho vật trang máu chết luôn bạn. Đi còn mà, còn bạn nào nữa? À, bạn Z đúng không? Bạn Z vẫn thích cắn trộm không? Lại đi phải thả độc đến từ mình luôn, đi vào đi phải của quân mình luôn để hồi máu luôn. Ừ. Bị trói đến từ quân mình luôn, đéo hiểu sao luôn. Đi phải hết máu đến từ mình không anh? Bảo kê mình luôn. Ok. Hết hơi đến từ Shingu luôn, phải đi mẹ mày hít lượt hơi mới để nói. Đi phải chết luôn đến từ Shingu luôn. Mải đánh trụ đéo trụ né luôn. Em luôn bạn. Giữ nó lại. Mình vừa giữ nó rồi đấy. Giữ nó tập 2, tập 3. Sao mà nó chạy được? Nó hiểu sao mà gì phải nghĩ đến chuyện chạy. Kệ nó luôn, đẩy luôn nhà, đẩy luôn nhà. Địt bạn nó sẽ phải về. Nó chơi thế là nó chơi ngu à, gờ vét định gánh tem cái gì vậy? Sao không ạ? Ít có bạn, đây ạ. Em, đến thôi. Trời ơi, sự cố gắng đến từ gờ vét rồi. Hi 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 hi. Bọn lại vừa like vừa sút cho Shingu nhá anh em nhá. Giờ kết thúc nó không phải là một cái combat đẹp mắt, nhưng mà thôi chúng ta đã thắng rồi. Đi mẹ đi bẹ thằng GVS đéo về cho tem combat đi, đi bẹ đi đẩy lẻ cái lột làm đéo có highlight pentakin tất cả tại GVS rồi. Tố cáo GVS đi bẹ dám trốn tránh.